Chào mừng tất cả các bạn đến với website học tiếng Nhật online dungmori.com. Ngày hôm nay, mình sẽ giúp các bạn có được một cái nhìn tổng quan về toàn bộ website này. Chính thức đi vào hoạt động từ tháng 5 năm 2017. Cho đến thời điểm này, website đã đạt được con số vô cùng đáng nể là hơn 56.000 thành viên đăng ký và giúp đỡ hàng nghìn học viên đỗ các kỳ thi GLPT hàng năm. Cùng với đội ngũ giáo viên chất lượng cao, tận tâm nhiệt huyết với nghề, sau 2 năm hoạt động, website đã hoàn thiện trọn vẹn chương trình học tiếng Nhật từ các khóa học sơ cấp N5, N4 dành cho người mới bắt đầu cho đến các khóa học tiếng Nhật nâng cao N3, N2, N1. Với phương châm học online nhưng phải chất lượng hơn cả đến lớp học, mỗi khóa học trên website đều được đầu tư kỹ lưỡng, bao gồm các bài học được sắp xếp theo một lộ trình đã được nghiên cứu cẩn thận để giúp học viên đạt được hiệu quả cao nhất trong thời gian ngắn nhất. Học viên sau khi xem các bài giảng video có thời lượng gần như tương đương với một giờ học, với lượng kiến thức đầy đủ, sẽ được làm bài tập ứng dụng và các bài thi thử ngay tại website. Hệ thống sẽ tự động chấm điểm ngay sau khi nộp bài để học viên có thể kiểm tra năng lực của mình. Học viên cũng có thể để lại comment ngay dưới mỗi bài giảng để được giáo viên trả lời tất cả mọi thắc mắc liên quan đến bài học. Mỗi khóa học đều được sắp xếp khoa học đầy đủ với từng kỹ năng, giúp các bạn nâng cao toàn diện 4 kỹ năng cơ bản khi học ngoại ngữ, đó là nghe, nói, đọc, viết. Và điều đặc biệt đã làm nên thương hiệu cho các khóa học online của Dũng Mori, đó là cách truyền tải kiến thức vô cùng dễ hiểu, khả năng tương tác video cực kỳ tốt của các thầy cô. Tiếp theo, ví dụ như một chữ như sau nhé, đây là chữ thân. Thân này có nghĩa là thân thiết hay là nói về người thân của mình, chúng ta có từ oya là bố mẹ. Thì cái chữ này đọc là oya nhá, bố mẹ. Bố mẹ là người, những người như thế nào, chúng ta sẽ nhìn từ các bộ xuất phát từ trong này này. Đầu tiên chúng ta thấy bộ lập. Lập là gì nhỉ? Lập là đứng. Đứng và bên dưới là có bộ mộc. Mộc là cái gì? Mộc là cây. Bây giờ đứng ở trên cây. Và bên phải chúng ta có chữ, có bộ kiến đúng không nào? Là nhìn. Đó, thế bây giờ bố mẹ là những ai? Bố mẹ là những người dù con cái họ có đi đến nơi nào thì họ vẫn đứng ở trên cây để nhìn, để dõi theo những đứa con của mình. Đó là chữ Hán. Đó là ví dụ cho việc mà mình sẽ chiết tự chữ Hán như thế nào thông qua những cái bộ thủ như thế này. Thực ra cái việc mà dạy từ bộ thủ như thế này thì bọn mình đã dạy từ rất là lâu, từ khi mới bắt đầu có những bài giảng chữ Hán đầu tiên trên website rồi. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình mới chia sẻ lại một cách tổng quát nhất thông qua clip này nhá. Như cô Nghiêm Hồng Vân, hiện đang là trưởng khoa tiếng Nhật Đại học Hà Nội, thầy Dũng, cô Thanh, thầy Nghĩa đều là những giáo viên đã được rất nhiều học viên yêu quý trong cộng đồng học tiếng Nhật. Và hai thầy cô giáo người Nhật là thầy Shimakawa Yuki và cô Yuka Murakami giúp các bạn làm quen với phát âm của người Nhật. Chính đội ngũ giáo viên này đã giúp cho học viên dù tự học online với website nhưng vẫn luôn cảm thấy có được sức hút vô cùng đặc biệt với mỗi khóa học. Ngoài ra, website còn có thêm một tính năng thi thử trực tuyến GLPT miễn phí. Bạn chỉ cần tạo một tài khoản trên web và theo dõi lịch thi thử được đăng tải hàng tháng là có thể vào kiểm tra năng lực của mình, cũng như xem thứ hạng của bản thân so với những người khác trong ngày thi hôm đó. Mon đai 1. Mon đai 1 では, mazu shitsumon o kiite kudasai. Vào ngày 1 tháng 4 năm 2019 vừa qua, với mong muốn ai cũng có thể bắt đầu học tiếng Nhật một cách dễ dàng và đặc biệt là giúp đỡ cho những học viên đang bị mất gốc tiếng Nhật cơ bản, website dungmori.com đã mở công khai miễn phí toàn bộ khóa học N5 dành cho người mới bắt đầu. Mình tin chắc rằng, dù bạn đang học tiếng Nhật ở mức độ nào đi chăng nữa, muốn học tiếng Nhật dù là miễn phí hay là mất phí, thì website dungmori.com chắc chắn là một sự lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn. Và còn chờ gì nữa mà không tạo ngay một tài khoản học tập trên website nhỉ? Dungmori.com, người đồng hành tận tâm nhất trên mỗi chặng đường học tiếng Nhật của bạn.